Chào mừng quý vị khán giả đến với kênh CCC News. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát hiện 1.300 thi hài thai nhi được bảo quản trong tủ đông lạnh. Ba bé đuối nước, bố cứu con mình trước tiên liền bị cả làng chỉ trích. Ôm 14 tỷ để trong tài khoản, quy ra sắt giờ đã lên tới 24 tỷ đồng. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Phát hiện 1.300 thi hài thai nhi được bảo quản trong tủ đông lạnh. Thưa quý vị, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đang làm rõ việc phát hiện hơn 1.000 thai nhi trong chiếc tủ lạnh của nhóm thanh niên. Theo đó, chủ một nhà trọ tại quận Hà Đông nhiều lần chứng kiến một nhóm thanh niên cầm những chiếc túi đen và thực hiện một số thủ tục tâm linh nên đã báo cho công an. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã lập kế hoạch theo dõi và bắt quả tang, thu giữ tang vật và chiếc tủ lạnh loại tủ đông. Điều khiến nhiều người bàng hoàng là bên trong tủ đông chứa hơn 1.300 xác thai nhi. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu xác định nhóm thanh niên đang cất giữ, bảo quản 1.300 thi hài thai nhi trong tủ đông lạnh là việc làm thiện nguyện, chưa có dấu hiệu hình sự. Tuy nhiên, công an cũng đang xem xét một số vấn đề liên quan đến việc bảo quản thi hài thai nhi của nhóm thanh niên này. Qua lời khai tại cơ quan công an cho thấy, nhóm thanh niên trên đường đi các phòng khám tư nhân, các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội thu gom thi hài thai nhi rồi đem đi chôn cất. Do vị trí các nghĩa trang nằm ở xa khu vực nội thành Hà Nội nên phải bảo quản thi hài bằng tủ đông lạnh rồi mới chuyển đi hậu táng. Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, tránh gây hoang mang dư luận. Chuyển sang vụ việc tiếp theo, ba bé đuối nước, bố cứu con mình trước tiên liền bị cả làng chỉ trích. Tính mạng con trai tôi còn quan trọng hơn mạng sống của tôi. Anh Vương đã hét toáng lên như vậy khi đối mặt với sự chỉ trích của dân làng vì anh này đã cứu con mình trước, trong khi có hai em nhỏ khác cũng đang kêu cứu. Câu chuyện tại một ngôi làng nhỏ tại Trung Quốc này đã gây ra tranh luận gay gắt trên nhiều diễn đàn khắp thế giới. Con trai anh Vương, năm nay 11 tuổi, thường chơi thân với hai bạn nhỏ khác trong xóm. Một ngày, ba đứa trẻ hẹn nhau ra ao làng chơi, nhưng không ngờ bị tai nạn xảy ra. Thấy các cháu có biểu hiện đuối nước, nhiều người trên bờ hô hoán. Anh Vương lúc này đang ở gần đó liền chạy đến thì thấy ba đứa trẻ đang vùng vẫy dưới nước. Không kịp suy nghĩ, anh Vương nhảy xuống nước bơi về phía con mình. Sau khi cứu được con, anh Vương lại nhảy xuống nước để cứu cháu thứ hai. Nhưng khi anh Vương bơi xuống lần nữa thì cháu bé thứ ba đã mất dấu. Cháu bé cuối cùng không được cứu thoát đã ra đi. Mọi người mắng nhức anh Vương là kẻ máu lạnh, ích kỷ, chỉ quan tâm đến tính mạng của chính con mình, ích kỷ cứu con mình trước mà bỏ qua tính mạng của con người khác. Thấy mọi người xung quanh đang chỉ trích mình, anh Vương rất bức xúc nên lớn tiếng quát: "Là bà sẽ cứu con của mình hay con của người khác trước hả? Tính mạng của con người mình còn hơn của mình. Nếu mình không cứu nó trước thì kiếp này không thể tha thứ cho chính mình. Các người nói xem, ai trong các người sẽ cứu con của người khác trước đây?" Dư luận bày tỏ sự đồng cảm với anh Vương. Họ cho rằng hành động cứu con mình trước tiên không có gì là sai. Nhưng sau khi đã cố gắng hết sức cứu người, ông bố lại bị chỉ trích ích kỷ vì cứu con mình trước, nhận phải sự buộc tội vô đạo đức. Chuyển sang vấn đề thứ ba và cũng là vấn đề cuối cùng. Ôm 14 tỷ để trong tài khoản, quy ra sắt giờ đã lên tới 24 tỷ đồng. Theo các chuyên gia tài chính, giá thép tăng cao, ai đầu cơ lớn đã trúng chục tỷ. Nhiều đại gia Việt đã giàu nhanh lên nhờ thép. Nếu có số tiền 14 tỷ đồng mà đang gửi ngân hàng với biểu lãi suất không kỳ hạn của ngân hàng là 0,1% và lãi suất có kỳ hạn 6 tháng là 5,1%, số tiền này quy ra thép thì con số giá trị hiện nay tăng hơn 10 tỷ đồng. Tháng 11 năm 2020, giá sắt chỉ có 15.500 đồng 1 kg, tương đương mua được 903 tấn. Ngày 25 tháng 5 năm 2021, 14 tỷ đồng quy ra sắt thì lên hơn 24 tỷ đồng. Số tiền chênh lệch khoảng 10 tỷ 658 triệu đồng. Thời gian qua, thép là mặt hàng có mức tăng chóng mặt. Tháng 4, giá thép nhiều lần tăng tới biên độ ngày càng lớn. Mức giá thép hiện tại từ 16 đến hơn 18 triệu đồng một tấn tùy loại, cao hơn khoảng thời điểm đầu năm khoảng 27% đến 45% so với cuối năm 2020. Như vậy, nếu kinh doanh, người nào sở hữu 14 tỷ đồng hoặc kêu gọi các cá nhân đầu tư cho mình 14 tỷ đồng trong thời gian này thì sẽ giàu to. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tối nay của CCC News. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất trong 24 giờ mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.